Đây mình sẽ cho tỏi vô để mình cháy. Rồi chào cả nhà đã quay trở lại với kênh ăn uống miền Tây ha. Thì đây là số ếch. Hồi hôm mình đi xoay vòng vòng vườn các bạn. Thì mình xoay được mớ ếch này nè. Đây là ếch nuôi cả nhà. Hôm nay mình sẽ mấy con ếch này mình sẽ chế một món ăn, đó là món ếch nhúng mẻ nha các bạn nha. Ếch này ếch con. Giờ mình sẽ chuẩn bị đạp mà cả nhà theo dõi video mình nha. Đây là số ếch. Nãy giờ mình đã mặn xong các bạn. Được mớ ếch nè. Mình đã chặt ra sẵn rồi. Giờ mình chuẩn bị mình ướp nha các bạn. Có thể mình xào nó mà mình sẽ nấu nó mẻ là những bao tử. Đây mình có hành tím này với ớt ha. Ở đây mình xài ớt hiểm nha cả nhà. Mình ướp vô chung. Mình sẽ cho một ít muối nha cả nhà. Đây, vô một bát thêm đây ớt mình hay nhiều nè. Tùy vào các bạn mà ướp nhiều hết nha. Đó, bây giờ mình xin lộn lên nha. Lộn lên cho điều nó thấm một chút rồi mình đưa vào. Bây giờ mình sẽ đóng cái món ăn các bạn. Đây mình sẽ cho tỏi vô để mình cháy. À, bây giờ mình sẽ cho nước dừa vô các bạn để mình nấu dừa lửa đỏ nè các bạn, dừa nhà mình trồng. Xong để thêm nè, nấu này mình nấu thêm nha các bạn. Thank you.
bạn sẽ cho cơ mẹ theo cơ mẹ của mình nhé. Đây một nồi mẻ của mình sắp hoàn thành rồi các bạn ơi. Giờ mình bắt đầu mình nêm cho vừa ăn nữa là rồi các bạn. Thì cái khẩu vị nêm nấu thì mỗi người mỗi cách nha, cũng là đường nước mắm bột ngọt thôi. Mình sẽ nêm theo cái cách của mình, cách nước mẻ của mình sắp hoàn thành ha. Chỉ còn bước nêm nóng rồi xong các bạn. Đây nồi nấu của mình gồm có là tôm nè, sả nè, với ớt kiểm, luôn cái ngọt các bạn, với cơm mẻ. Còn đây là cái dĩa ớt mình đã xào săn lên các bạn. Đó. Em hồi chút mình nhúng vô. Hôm nay mình sẽ nhúng cái rau là rau muống, chuối, chuối cây với bắp chuối. Mình sẽ chấm nước mắm các bạn, mắm ớt. Đó, bây giờ mình sẽ nêm nha các bạn. Rồi mình sẽ cho thêm dưa ớt nêm các bạn. Các bạn ơi, giờ mình cho ớt vô. Một hồi thì tùy vào mỗi người các bạn. Mỗi người ăn thì nhúng, còn bên mình bỏ vô trước luôn. Đó. Cho nó sang rồi mình ăn luôn các bạn. Rồi cả nhà ơi, hiện tại thì mình đã làm xong nồi ớt nhúng mẻ nha các bạn. Ổng của mình nè, mình đã bỏ ớt vô rồi nha. Đây rồi, giờ mình chỉ ăn những rau các bạn. Đây. Sẽ ăn chung với bún nha. Các bạn đây là cây. Okay.